Phát hiện có nhiều người mắc kẹt ở tầng 3 ngôi nhà đang cháy tại số nhà 51 ngõ 43 Củ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng thang chuyên dụng tiếp cận hướng và đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Cụ thể thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn nêu trên xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay 26 tháng 6. Và sau khi tiếp nhận tin báo cháy thì công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy tới hiện trường. Và tiếp đó thì 4 xe chữa cháy thuộc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm cũng đã tới chi viện. Và theo cảnh sát thì hiện trường vụ cháy xảy ra tại tầng 1 khi mà tổ chức triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện chủ nhà cùng với vợ và hai con gái, một bé gái 4 tuổi và một bé gái 3 tháng tuổi thì đang mắc kẹt tại tầng 3. Và sau đó thì lực lượng cứu hộ đã phải dùng thang chuyên dụng để tiếp cận hiện trường, hướng dẫn đưa gia đình thông xuống tầng 1 an toàn. Và đến khoảng 2 giờ 45 phút sáng thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Và nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.